Giới thiệu với các bạn máy cửa lồng của Makita. Đây là máy cửa lồng. Đây là bản thông số của máy. Makita 4328, điện áp 220-230, công suất 450W. Tần số nhấp của nó là từ 500 đến 3000 mốt lần một phút. Đây là mặt nạ để che bụi, chúng ta có thể kéo xuống. Điều chỉnh tốc độ của máy. Máy có 6 nấc tốc độ từ 1 cho đến 6. Đây là nấm điều chỉnh độ nghiêng của lưỡi cắt. Đây là điều chỉnh hai phương này. Ba cấp chỉnh. Thông thường nếu không có gì các bạn cứ để nấc đầu tiên, nấc số 1 để vẫn thẳng đứng 90 độ. Đây là ốc xiết lưỡi cưa lồng lực giác được khi mua máy, chúng ta sẽ cấp thêm một chìa khóa lực giác dùng để mở ốc này. Phần đế chúng ta có thể điều chỉnh được độ nghiêng, độ trượt tới lui bằng cách chúng ta sẽ mở ốc này. Đây cũng là ốc lực giác. Công dụng của máy này dùng để cắt gỗ, thép, nhựa có những hình dạng không phải đường thẳng như hình tròn, hình xoắn ốc, vân vân. Nếu là đường thẳng, tốt nhất chúng ta nên sử dụng lưỡi cưa đĩa như thế này. Đây là máy cưa đĩa Skill. Skill là công ty con của Boss. Ta gắn lên bàn thì rất là dễ cưa. Đây mình sẽ kết thúc phần giới thiệu máy cưa lồng Makita.